Anh em xem cho mình một like, một đăng ký để cho mình có động lực làm những video tiếp theo cho anh em xem nhé. Xương sống chui ra từ dưới lòng đất, bao bọc lại. Bên trong xảy ra chuyện gì hoàn toàn không biết được. Ta có dự cảm rất nhanh sẽ phân rõ thắng bại rồi. Để chúng ta cùng nhau chứng kiến lịch sử đi. Đem xương sống của chính mình luyện thành pháp kiếm. Lão gia hỏa nhà người đúng là ghê tởm lắm. Năm đó bản tôn tụ tập nhân thể luyện kiếm thuật, đã từng thử rất nhiều. Sau đó phát hiện pháp kiếm dùng thân thể của ta để luyện chế mới là mạnh nhất. Đó là vì cường nhược của nhân chi kiếm cùng với cường độ tu vi cao thấp của nhục thể đều không liên quan gì hết. Càng là người cố chấp về kiếm đạo, pháp kiếm do thân thể hắn luyện ra lại càng cường đại. Mà trên đời này cố chấp nhất chính là bản thân của ta. Lúc điên cuồng nhất, ta thậm chí đã có ý định từ bỏ tính mạng, đem chính mình toàn bộ luyện chế thành pháp kiếm. Cho dù chính mình không tồn tại nữa, nhưng có thể lấy hình thái thanh kiếm mạnh nhất để lưu lại trên đời. Kết cục như vậy cũng rất là xứng đáng. Sau đó ta kịp thời tỉnh ngộ, kết thúc tự luyện kiếm bằng thân thể mình, cuối cùng chỉ luyện thành một khúc xương sống. Nhưng nó cũng xứng gọi là tuyệt thế chi kiếm rồi. Mà nơi này là lĩnh vực do kiếm xương sống Hoàng Kim sáng tạo ra, lôi đài quyết đấu địa ngục. Ra đây đi những vong hồn đã bại dưới tay của bản tôn. Trọng phong kiếm đế Vi Thừa Bằng, không huyền kiếm tổ Lý Hoài Nhu, giao ảnh kiếm tà Nhan Nục, tam xích kiếm quần Tiêu Giao Tử, huyết sát kiếm ma Khang Khải, trọc tiểu kiếm tên, trọc tiểu kiếm tiên Độc Cô Ngạo, minh quang kiếm thánh Bắc Đường Ngạo, vô địch kiếm thần Mã Tuấn. Những danh hiệu lỗi danh ninh cảnh kiếm tu khiến vô số người nghe thấy mà phát sợ, đều là bại tướng dưới tay của bổn tôn. Ở nơi này, chấp niệm của bọn họ đã hóa thành chiến sĩ vĩnh hằng, phát khởi quyết đấu với Tinh Ngấn Thiên Tôn. Chẳng qua cũng chỉ là quyết đấu thôi mà, lão lương còn chưa từng sợ ai đâu. Các ngươi ai lên trước đây? Thật ngại quá, quyết đấu mà ta nói là loại đánh tập thể, một đám người đánh một người ý. Ngươi không giảng võ đức. Chúng kiếm nhất tâm, kỳ lợi đoạn kim. Mẹ nó, đã mấy giờ trôi qua rồi chẳng nhìn thấy gì hết. Sốt ruột muốn chết. Sơn Lôi Thiên Tôn có bổ mắt đến đầu, nhìn đều rồi cũng thấy ngán. Ý, Thiên Tôn ăn bám ngủ gật rồi. Đồng đội của hắn đang chiến đấu đấy, gia hỏa này cũng vô lương tâm quá đấy. Chắc không phải các ngươi thật sự cho rằng Trần trưởng môn đang ngủ đấy chứ. Dựa vào tầng cấp của các ngươi, chỉ có thể nhìn thấy vẻ bề ngoài mà thôi. Huyền chân tiền bối của tụ tiên các, lời này của ngài tức là sao? Trần trưởng môn lãnh đạo tụ tiên các mấy năm nay, chiến công hiển hách, là người thông minh nhanh nợ, lắm mưu nhiều kế. Hắn nhìn thì có vẻ đang ngủ, thực chất là đang tiến hành mô phỏng huấn luyện. Quyết chiến cuối cùng với Linh Ngọc Thiên Tôn, ngài ấy sợ là đã diễn luyện không dưới ngàn lần ở trong đầu mình rồi, tuyệt đối không lãng phí một chút thời gian nào. Trưởng môn đại nhân vật, trưởng môn đại nhân thật đúng là tấm gương cho chúng ta. Thì ra là vậy, Trần Ngọc Phong không chỉ biết ăn bám, ta tuyên bố trong thành tựu của hắn ít nhất còn nỗ lực 1%. Ơi mục tử, ở đó không được đâu. Linh khí to lớn, mạng đem bộ xương lĩnh vực xung phá rồi. Vậy mà lại tiêu diệt hết tất cả vong linh. Nữ nhân nhà ngươi cũng ngoan cường quá mức rồi đấy. Lúc trước là ta đã coi thường ngươi rồi. Bộ xương do linh khí ngưng tụ thành tạm thời đã đạt đến cực hạn, linh khí đã chẳng còn lại một chút nào nữa rồi. Kiếm xương sống hoàng kim của kiếm tôn vỡ vụn rồi. Nhất đại tông sư cứ như vậy mà chiến bại, thật khiến người ta tiếc nuối. Không ngờ rằng Tư Thiên Tình lại mạnh đến vậy. Kiếm tôn chỉ còn một hơi thở, chỉ cần Tinh Ngấn Thiên Tôn bổ một đao cho hắn, trận diễn võ này sẽ hoàn toàn kết thúc rồi.
Trăm năm trước, ta phát ra một kiếm trọng thương Lý Huyền Tử. Ta tưởng rằng sau kiếm đó, đời người sẽ không còn tiếc nuối. Nhưng đến nay khi sắp chết, ta mới phát hiện ra, vẫn không cam tâm. Ta dùng tất cả thọ nguyên còn lại để trả giá, đối lại quay về đỉnh phong 10 giây. Trong 10 giây này, danh hiệu của bản tôn sẽ trường tồn vạn cổ. Nhạc Mẫu đại nhân đừng do dự, lập tức giết chết hắn đi. Thân thể của Tuyệt Kiếm Thiên Tôn biến mất rồi. Đừng tìm nữa, bản tôn ở đây. Kiếm khí cuồn cuộn này, đại sự chẳng lành rồi. Hắn quay về rồi, Tuyệt Kiếm Thiên Tôn chân chính. Năm đó bản tôn dựa vào thân xác này thi triển thiên địa nhất kiếm để giết chết Vũ Tổ. Hôm nay bản tôn sẽ cho ngươi xem thử thế nào gọi là thần diệu của Trung Lục Kiếm Pháp.